Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày. Đừng rời mắt vào màn hình và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Nóng rực, bắt sống Chủ tịch và Bí thư Vĩnh Phúc, ngạo nghệ chống lưng cho hậu pháo tung hành, hồ biến ái nữ thành phó giám đốc sở trẻ nhất Việt Nam, Hoàng thị Thúy Lan số 2, không ai số 1. Thưa quý vị, Quá chấn động, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành bị bắt chiều tối qua. Vậy là Vĩnh Phúc trở thành địa phương thứ hai sau Lâm Đồng có cặp đôi Bí thư Chủ tịch đương nhiệm vô lò. Bà Lan từng gây xôn xao vụ cho con gái làm quan khi mới 31 tuổi, nhiễm nhiên trở thành phó giám đốc sở trẻ nhất Việt Nam vào năm 2020, rồi vụ đất đai vụ bỏ phiếu tín nhiệm Chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành. Bà Lan nhận được phiếu tín nhiệm rất cao, trong khi ông Thành thì rất thấp. Dũng động hơn, theo thông tin tuyệt mật, thì Ba Lan và ông Thành bị bắt do liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, sân sau vườn nhà của nguyên phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và sau sự kiện trên, không biết ông Dũng có bị gọi tên tiếp không. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng vừa nhắc đến Nguyên Bộ trưởng Lao động Phạm Thị Hải Truyền và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung liên quan đến vụ Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC. Bộ này được tiếng là nghèo vì chỉ ban hành chính sách chế độ cho người lao động. Nhưng trước đây, Nguyễn Huy Ban và một loạt ông lớn cũng vào lò vì ăn tiền bảo hiểm xã hội. Đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp ngạo nghễ ngay ngang của Hoàng Thị Thúy Lan và có thể cả con gái bà ta cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Theo đó, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về việc mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do nguyễn văn hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự căn cứ lời khai của nguyễn văn hậu các bị can đối tượng liên quan tài liệu điều tra xác minh tại ba tỉnh vĩnh phúc quảng ngãi vĩnh long và các đơn vị có liên quan cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại các tỉnh vĩnh phúc quảng ngãi vĩnh long và các đơn vị có liên quan Cụ thể, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 trường hợp, trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Các bị can Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cùng bị khởi tố bị can bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Trong số 9 bị can còn có các ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Nguyên trưởng phòng Kỹ thuật và Chất lượng Sở Giao thông Vận tải, ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Nguyên trưởng phòng quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên Vietnamnet, từ khoảng 12 giờ đến 14 giờ 50 chiều hôm qua, rất đông các lực lượng, trong đó có cả cảnh sát giao thông đã lập rào chắn, tạm phong tỏa khu vực phố Triền, nơi có nhà riêng của bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Cùng thời điểm, lực lượng công an cũng lập rào chắn hạn chế đi vào khu vực đường Phạm Hồng Thái, thành phố Vĩnh Yên, nơi có nhà riêng của ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Người dân nhận được thông báo di chuyển theo hướng đường tác vì nơi đây đang có cơ quan chức năng thực thi công vụ, nhiều cảnh sát giao thông ứng trực để hướng dẫn phương tiện qua lại. Đến hơn 15 giờ, lực lượng công an đã dỡ bỏ rào chắn ở phố Triền và đường Phạm Hồng Thái, hoạt động giao thông tại đây trở lại bình thường. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, sinh năm 1965 tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Bà Lan là ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó bà Lan từng là giáo viên, bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tháng 12 năm 2014, bà Lan làm phó bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, làm bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc từ tháng 2 năm 2015 đến nay. Ông Lê Duy Thành, sinh năm 1969, quê ở xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước khi bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Thành giữ các chức danh Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư huyện ủy Lập Thạch, Cục phó Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Nói về ái nữ Trần Huyền Trang của bà Lan thì Trang từng theo học đại học ở Trung Quốc, cũng giống mẹ khi về quê hương năm 2013, cô vào thành đoàn thị xã Vĩnh Yên cống hiến với tư cách viên chức không qua thi tuyển. Khoảng giữa năm 2014, cô được bổ nhiệm chức phó bí thư thành đoàn và sau một khóa cao cấp lý luận nữ cán bộ cơ quan trẻ tuổi, được điều sang làm phó một phòng tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tiếp đó, nữ lãnh đạo cấp phòng được cử đi học ngoại ngữ tiếng Anh ở Đào quốc sư tử Singapore khoảng 10 tháng. Du học ở bên về, cô được bổ nhiệm vào ghế giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh. Để rồi 7 tháng sau, Trang ngạo ghế âm chức phó giám đốc đơn vị quyền lực này. Việc Huyền Trang mới 31 tuổi được bổ nhiệm ghế tương đương hàm vụ phó đã thực sự khuấy đảo dư luận cả nước không chỉ nổi tiếng về việc bổ nhiệm con gái mình mà bà lan còn có món ẩm thực bò tái kiến đốt tam đảo khó quên còn ghi dấu khi phát lộ sự cục bộ không bình thường trong công tác cán bộ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ vi phạm quy định của đảng đồng thời cho chủ trương đối với một số dự án sử dụng đất không đúng quy định giao đất không qua đấu giá và buông lỏng lãnh đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra vi phạm tại một số dự án công trình trọng điểm làm thất thoát ngân sách gây hậu quả nghiêm trọng Thế nhưng sau đó, nữ vương Hoàng thị Thúy Lan, người có hàng trăm bộ áo dài đắt tiền, vẫn tái đắc cử cả chức bí thư và chủ tịch hội đồng nhân dân với số phiếu bầu tuyệt đối 100%. Nhưng sau tất cả, bà cũng về với căn phòng biệt giam, cũng là bạn với bốn bức tường, xin chia buồn với người vĩnh phúc đã mất hai tướng giỏi. Ai sẽ kế nhiệm tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng? Việt Nam sẽ đi về đâu nếu người này lên nắm quyền? Bây giờ tôi không được khỏe lắm, tuổi cũng đã cao, cũng xin nghỉ rồi nhưng đại hội bầu phải làm đảng viên thì phải chấp hành đây chính là những lời chia sẻ của tổng bí thư nguyễn phú trọng tại họp báo sau khi bế mạc tại đại hội 13. điều này cho thấy tổng bí thư nói riêng và đảng đã có những dự tính cân nhắc cũng như kế hoạch để xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận cho chức vụ quan trọng này vậy ai sẽ là người kế nhiệm tổng bí thư nguyễn phú trọng và tại sao người đó là người được lựa chọn video hôm nay chúng tôi xin đưa ra top 5 nhà lãnh đạo có khả năng lớn sẽ được lựa chọn thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong khóa tới. Năm vị lãnh đạo này là những ai? Mời quý vị cùng theo dõi hết video để biết thông tin. Vị trí thứ năm, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Trương Thị Mai, sinh ngày 23 tháng 1 năm 1958, là nhà lãnh đạo Đảng, nhà nước, nữ chính trị gia người Việt Nam. Bà hiện là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trường Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15. Bà là đại biểu Quốc hội Việt Nam từ năm 1997 đến nay, là nữ chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đầu tiên. Tín và tài năng của mình, bà hiện là ứng cử viên sáng giá kế nhiệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vị trí thứ tư, Đại tướng Tô Lâm. Đại tướng Tô Lâm sinh năm 1957, ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ban Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoạt động cách mạng, được giảng dạy và học tập về lịch sử, tình hình đất nước từ nhỏ. Ngày 22 tháng 10 năm 2015, ông được phong học hàm giáo sư ngành khoa học an ninh và từng bước đạt thành tựu lớn trong sự nghiệp chính trị. Có thể nói, những thành tựu trong công cuộc chống tham nhũng trong những năm vừa qua, vũ khí được coi là sắc nhất của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không thể không có vai trò to lớn của ngành công an. Mà người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm. Những vụ đại án như Trịnh Xuân Thanh, vụ án Đinh La Thăng, vụ án Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son, vụ án Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đều có dấu ấn sâu sắc của Đại tướng Tô Lâm. Ông được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo cứng rắn và kiên quyết chống tham nhũng, rất phù hợp với những định hướng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bởi vậy, mặc dù tuổi không còn trẻ, tuy nhiên có thể nói hiện tại trong bộ chính trị ông là một trong những vị lãnh đạo đủ tài năng kinh nghiệm uy tín để có thể thay thế vị trí tổng bí thư nguyễn phú trọng vị trí thứ ba thủ tướng phạm minh chính nói về thủ tướng phạm minh chính ông được coi là một trường hợp đặc biệt khi đi lên vị trí người cao nhất chính phủ mà chưa từng làm ở vị trí phó thủ tướng trước đó ông ghi dấu ấn rất sâu đậm khi là lãnh đạo của tỉnh quảng ninh bằng cách tạo ra một bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả tạo ra một quảng ninh mới và khác lạ câu chuyện của Quảng Ninh không khác gì một điều thần kỳ vì những siêu dự án chỉ với số vốn nhỏ, phần lớn còn lại đều từ nguồn vốn xã hội hóa như cầu Bạch Đằng, cao tốc Hải Phòng, Hạ Long, cao tốc Vân Đồn, Móng Cái, mang lại lợi ích cho tỉnh này. Hơn nữa, ông có kinh nghiệm và bản lĩnh đi lên từ một cán bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật và kinh tế của Bộ Nội vụ, đồng thời cũng được đánh giá là am hiểu sâu về chiến lược quốc phòng an ninh của đất nước, nên được kỳ vọng tạo nên nhiều thành công mới. Ông cũng được đánh giá là nhà lãnh đạo vĩ trị thực tế. Cũng giống như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông luôn xác định quan điểm bảo vệ trong sạch bộ máy chính quyền, chính phủ, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, củng cố đội ngũ lãnh đạo liêm chính. Là người có tầm nhìn, tầm huyết, năng động và quyết đoán, lại được các lãnh đạo nhà nước ủng hộ và đồng hành cùng với phong cách quyết liệt đổi mới. Vị trí thứ hai, Chủ tịch nước Võ Văn Thường Vào lúc 10 giờ sáng ngày 2 tháng 3 năm 2023, sau khi Quốc hội với 488 đại biểu tham gia biểu quyết, với 487 phiếu tán thành và một phiếu không tán thành. Võ Văn thường tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước. Ông đồng thời kiêm các chức vụ bắt buộc khác. Ông là người trẻ nhất giữ chức vụ này. Như các bạn đã biết, trước khi trở thành chủ tịch nước, ông giữ chức thường trực ban bí thư, là cơ quan lãnh đạo công việc hàng ngày của đảng, thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo công tác xây dựng đảng và công tác quần chúng, kiểm tra về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của đảng về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại. Bởi thế khi đồng chí Võ Văn Thưởng được phân công giữ chức vụ này, có thể được xem như tập dượt và rèn luyện trước khi giữ chức vụ cao nhất của Đảng trong tương lai. Giờ đây, với cương vị chủ tịch nước, con đường ông Võ Văn Thưởng đến với chức ghế tổng bí thư ngày càng gần, vì bản thân ông từng là thường trực ban bí thư trung ương, đảng viên trẻ nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chưa kể, ông cũng đã đi qua rất nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng và đạt được nhiều dấu ấn quan trọng, nên con đường chính trị của ông còn rất rộng mở. Vị trí thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. 100% phiếu kín nhất trí bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Điều đó chứng minh cho uy tín ngày càng nâng cao của ông Vương Đình Huệ và càng thêm tin tưởng cho việc ông sẽ là người kế vị xứng đáng nhất cho vị trí của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có thể khẳng định được điều trên dựa vào một số lý do sau. Thứ nhất, con đường chính trị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có nhiều nét tương đồng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Vương Đình Huệ có học hàm, học vị giáo sư tiến sĩ kinh tế, ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, 11, 12, 13. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Trải qua các vị trí quan trọng đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là một người nắm rất chắc, rất hiểu và tin tưởng lý luận chính trị chủ nghĩa Mác-Lênin. Ông cũng từng làm phó thủ tướng nên rất am hiểu hoạt động của chính phủ. Ông làm bí thư Thành ủy Hà Nội trước khi làm Chủ tịch Quốc hội thứ hai không thể phủ nhận chủ tịch quốc hội vương đình huệ là một trong những nhà lãnh đạo mạnh rất giỏi về kinh tế ngân sách tiền tệ tài chính kiểm toán của việt nam ông từng để lại dấu ấn sóng cả vững tay trèo với vai trò bộ trưởng tài chính đã giúp bộ này vượt qua những khó khăn thử thách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thứ ba ông được đánh giá là nhà lãnh đạo vừa có tâm vừa có tầm hết sức khôn ngoan cả trong đối nội và đối ngoại ông cũng là người có kinh nghiệm hoạt động nghị trường trao đổi chất vấn, kinh nghiệm xây dựng pháp luật, tổ chức đảng. Ông rất khéo léo trong việc điều hành quốc hội, khởi gợi sức mạnh tập thể, trí tuệ tập thể. Đồng thời, cũng giống như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông rất quyết liệt trong việc đấu tranh chống tham nhũng trong đảng. Luôn phải suy nghĩ mình cần làm gì để xứng đáng với lựa chọn của cử tri của nhân dân. Tất cả phẩm chất này rất cần ở một Tổng bí thư. Dực lửa, giá vàng trong nước tăng loạn nhịp, SGC 82,2 triệu đồng một lượng, vàng nhẫn lập đỉnh chuyên gia cảnh báo khẩn, đừng dại mà đầu tư tiền vào, rất dễ phá sản. Thưa quý vị, trong khi vàng thế giới giao dịch thăm dò chờ đợi thêm dữ liệu mới về báo cáo CPI tháng 2 của Hoa Kỳ, thì vàng trong nước vẫn không ngừng nóng lên và tiếp tục leo lên đỉnh cao mới. Với diễn biến giá vàng như hiện tại, các chuyên gia đã có những nhận định khác nhau về triển vọng của kim loại quý trong thời gian tới. Và với tình hình hiện tại, người dân có nên bán vàng lúc này? Hãy cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây giá vàng SCC lập mức kỷ lục mới 82,2 triệu đồng một lượng bán ra, giá mua vào chỉ 80,2 triệu đồng một lượng, mỗi lượng có mức giá chênh lệch mua bán tới 2 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới ở mức 71,38 triệu đồng một lượng sau cả tuần giữ mức giá cao và chốt tuần qua là 70,85 triệu đồng một lượng. Đối với vàng rồng thăng long của Bảo Tín Minh Châu, đến đầu phiên sáng nay, đà tăng vẫn đang tiếp diễn. Chia sẻ với phóng viên Vietnamnet ông Ngô Thành Huấn, CEO Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Gia sản FIDT bảo lưu quan điểm rằng vàng SGC sẽ tăng lên 85 triệu đồng một lượng, vàng nhẫn lên mức 70 triệu đồng một lượng. Đây là ý kiến đã được ông nêu lên từ cuối năm ngoái. Đến thời điểm hiện tại, giá vàng SGC chưa tăng đến mức như ông dự báo, nhưng giá vàng nhẫn đã vượt 71 triệu đồng một lượng. Lý giải thời gian gần đây, giá vàng nhẫn tăng nhanh hơn. Theo ông Huấn, do nhiều người thấy được rủi ro khi mua vàng SGC nên đã đảo qua vàng nhẫn đây cũng là điều mà chính ông đã nhiều lần khuyến nghị với nhà đầu tư bởi về mặt dài hạn, vàng nhẫn sẽ an toàn hơn vàng SJC. Nhận định về xu hướng giá vàng, vị chuyên gia tài chính cho rằng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép chưa có lộ trình giảm lãi suất thì giá vàng không thể giảm, vẫn neo ở mức cao. Sự biến động về chính trị, xung đột trên thế giới còn căng thẳng, giá vàng vẫn đang được ủng hộ. Cùng với đó, lãi suất đang quá thấp và sẽ duy trì trong thời gian dài, kênh đầu tư chứng khoán chưa hút được dòng vốn lớn của đông người dân. Còn bất động sản đang nằm trong vùng suy thoái buộc người dân bỏ tiền mua vàng, do đó giá vàng khó giảm trong năm 2024, ông Huấn nhận định. Trong khi đó chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích, diễn biến giá vàng trong nước cả tuần qua cho thấy người mua đang dịch chuyển từ vàng SJC sang vàng nhẫn 4 số 9 nhiều hơn. Lực mua vàng nhẫn hiện chiếm đến 70% so với vàng SJC. Cùng với đó giá vàng thế giới có xu hướng tăng đã đẩy giá vàng nhẫn lên mức cao. Lý do hiện nhiều người mua vàng nhẫn nhiều hơn năm 2023, ông Phương cho rằng do lãi suất tiết kiệm quá thấp, nếu mua vàng SJC thì khá rủi ro, còn vàng nhẫn diễn biến khá sát thị trường. Cùng với đó, mức tranh lệch giá giữa vàng nhẫn với vàng thế giới chỉ vài triệu đồng, còn vàng SJC có mức tranh lệch quy đổi theo tỷ giá ngân hàng ở mức từ 15 đến 16 triệu đồng một lượng và mức tranh lệch giá mua vào bán ra ở mức 2 triệu đồng một lượng là quá rủi ro. Vị chuyên gia cho rằng, giá vàng thế giới tăng tiếp thì giá vàng nhẫn trong nước sẽ vẫn tăng theo. Song ông cảnh báo, giá vàng thế giới có khả năng cao sẽ điều chỉnh giảm khi đã tăng quá nóng khoảng hơn 100 đô la Mỹ trong vòng một tuần qua. Sắp tới giá vàng thế giới sẽ điều chỉnh giảm ít nhất khoảng 30 đô la Mỹ một ounce, ông Phương dự báo. Khi nào nên mua vàng? Chuyên gia vàng Trần Duy Phương khuyến cáo thời điểm này nhà đầu tư không nên mua vàng bởi khi giá thế giới điều chỉnh sẽ kéo theo trong nước suy giảm trở lại. Nhà đầu tư có thể chờ đợi khi giá vàng điều chỉnh xuống, mua sẽ được giá tốt hơn. Còn nếu mua bây giờ, thế giới lẫn trong nước đều đang ở mức đỉnh, thì rủi ro là khá lớn, ông Phương nhấn mạnh. Phân tích thêm về câu chuyện đầu tư vàng, ông Ngô Thành Huấn cho hay, năm 2012 là đáy của suy thoái, giá vàng tăng lên mức 43 triệu đồng một lượng. Nhưng sau khi kinh tế ổn định, xu hướng hồi phục từ năm 2014, giá vàng tạm đáy ở vùng giá 36 triệu đồng một lượng. Đến năm 2019, giá vàng mới bật tăng trở lại mức giá 43 triệu đồng một lượng. Như vậy, nếu ai đó đã mua vàng vào năm 2012 thì phải giữ trong 7 năm mới quay lại được mức giá vốn. Chẳng hạn, bỏ 300 triệu đồng mua vàng sau 7 năm họ không được thêm xu nào. Tương tự ông huấn cho hay, nếu nhìn vào câu chuyện phục hồi kinh tế vào năm 2026, giá vàng bắt đầu chu kỳ giảm và đi ngang, còn nếu mua bất động sản, dù thị trường hiện còn khó khăn nhưng 5 năm tới giá nhất định sẽ tăng. Như vậy, nhà đầu tư thích mua cái nào hơn? Do đó theo vị chuyên gia tài chính này, không tăng mua vàng thời điểm này vì có thể đu đỉnh bất kỳ lúc nào trong chu kỳ lên tới 10 năm, trong khi chi phí cơ hội trong dài hạn của các lớp tài sản như bất động sản, chứng khoán lớn hơn vàng rất nhiều. Ông huấn khuyến nghị Thời điểm này có thể giữ vàng nhưng cũng không nên mua thêm. Trong danh mục đầu tư vàng không nên chiếm quá 15% tỷ trọng. Xu hướng giá vàng không tăng liên tục, sẽ có nhịp giảm, vì thế nếu muốn mua thêm, cần đợi những nhịp giá vàng điều chỉnh giảm, còn khi giá vàng đang đà tăng thì tuyệt đối không nên mua thêm. Ông Huấn lưu ý thêm.